À, mình xin chào các bạn thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật lại giá dòng xe Honda Super Cup C125 này tại vì giá hôm nay nó đã có thay đổi khá nhiều so với video trước mình báo cho các bạn ha thì hiện tại mình đang có mặt ở trong kho xe của hết Huỳnh Bạch Tùng đây là hết Honda nha à, khi các bạn mua những dòng xe ở đây mình sẽ được bảo hành 3 năm cũng như là 30.000 cây số bởi chính Honda Việt Nam bây giờ mình sẽ đi ngay vào giá cho các bạn mình biết các bạn đang à, chờ cái giá này lâu lắm rồi. Với phiên bản màu xanh đậm thì giá sẽ là 113 triệu 900 ngàn. Phiên bản xi măng, hôm nay cửa hàng về thêm rồi các bạn. Đây ha, phía sau một chiếc. Bên này hai xe nữa là có 5 xe. Chưa kể là bên cửa hàng Mai Duyên nha. Cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đó các bạn. Thì giá sẽ là 118 triệu 900 ngàn cho phiên bản màu xi măng này. Còn với phiên bản màu đen thì sẽ là 148 triệu 900 ngàn. Tất cả đều đã giảm giá rồi. Mà giảm giá khá nhiều đó các bạn. Ở à, cửa hàng sẽ có hỗ trợ bán trả góp và ship xe toàn quốc cho mình. Còn riêng về mình á, mình cam kết với các bạn giá xe mình cập nhật cho các bạn luôn luôn. Chính xác. ha Và chỉ là giá xe thôi nha. Chưa bao gồm phí biển số. Phí biển số, chiếc xe này á, ở huyện tầm khoảng 2 triệu. Thị xã tầm khoảng 2 triệu 8 và ở tại tỉnh tầm khoảng là 5 triệu rưỡi à, chắc có lẽ là hôm nào mình sẽ cập nhật lại cái giá phí biển số này mới được tại vì vừa qua có những dòng xe phí biển số nó đã đi theo chiều hướng là tăng đó các bạn phí biển số nha tại vì bây giờ phí biển số làm hơi khắc rắc rối à, dịch vụ công chắc các bạn nào đã từng làm biển số thì sẽ biết được vấn đề này ha nó hơi lu bu phức tạp xíu à, cho nên là mình muốn giá phải chính xác vì lẽ đó mà giá vừa lên hay vừa xuống là mình sẽ cập nhật ngay cho dù mới cập nhật cách đây vài ngày thôi các bạn còn về uh, chiếc Super Cup này á thì uh, chiếc xe này được nhập khẩu từ Honda Thái Lan nha nhập khẩu từ Honda Thái Lan nha à, nó thì xịn sò thế nào chắc các bạn đã biết rõ rồi nó xuất hiện khá lâu rồi chứ không phải là mới đây mình không cần phải quay chi tiết này nữa video này mình chỉ cập nhật giá cho các bạn thôi và mà xem lại cái màu này hiện tại thì mình vẫn thiếu cái màu đỏ màu đỏ cực kỳ hiếm ít khi nào mình thấy màu đỏ đó các bạn còn về màu xám xi măng màu xanh và màu đen này thì còn thấy lai rai à, còn thấy lai rai còn màu đỏ là dường như không thấy luôn mình vẫn rất mong nó về kỳ à, lần trước á, thì cửa hàng Bảo duyên có về một xe màu đỏ nhưng mà vừa về là có khách chốt liền các bạn cái màu đỏ nha thì mỗi bạn sẽ có mỗi sở thích màu sắc khác nhau nhưng riêng cái màu đỏ này á à, nó thật sự bây giờ nó rất là hiếm luôn rất là hiếm luôn các bạn ship xe á thì nếu các bạn ở xa ví dụ như là khu vực Hà Nội đi thì cửa hàng vẫn sẽ ship cho mình ship toàn quốc với phí ship khoảng chừng 700 trăm ngàn nếu các bạn muốn ship tận nhà hay là mình có đi qua một cái hướng nào đó khác ngoài tuyến quốc lộ A thì mình nên alo trước cho cửa hàng để tư vấn cho nó chi tiết nha. Còn trong khu vực miền Tây thì khoảng chừng có 200 ngàn thôi. Ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh hay là tới Cà Mau ha là khoảng chừng có 200 ngàn à các bạn. Mình nhìn lại từ phía sau một lần nữa ha. Rồi có lẽ là mình sẽ khép lại cái video này đây thôi Mình chỉ cập nhật giá cho các bạn nhanh Để các bạn sớm có một cái quyết định cho mình Hôm nay chính xác là ngày 2 tây tháng 3 đó các bạn Kịp thì mình sẽ đăng luôn trong hôm nay Còn không thì hẹn các bạn vào ngày mai đi Là ngày 3 tháng 3 Bây Giờ mình sẽ kết thúc video nha Xin chào các bạn